Mến chào các bạn, đây là hình ảnh chân thực nhất về bộ đỉnh hạc nằm trong bộ sưu tập hoa sen bạch ngọc thiên hương của gốm Mền Lam cung đình Huế. Bộ tam sự gồm 3 món là sự kết hợp của đôi hạc ngựa long quy và đỉnh thờ tượng trưng cho sự gắn kết giữa âm dương trời đất, đem đến sự vĩnh cửu trường tồn, điều quý giá nhất trong lễ nghi thờ cúng. Bộ tam sự hiện lên uy nghiêm, tái hiện những chi tiết nghệ thuật giàu ý nghĩa biểu trưng trong văn hóa Việt. Từ hình tượng nghê quyền uy mà gần gũi trên nắp đỉnh, các chi tiết chữ thọ được chạm khắc thủ công, hai cánh bên tựa nấm linh chi gậy như ý, cho đến biểu tượng con rơi có sang đôi cánh gắn với đồng tiền xu cổ, mang ý nghĩa dẫn phúc và chiêu tài kim tiền, mang tới sự sung túc và thịnh vượng. Trên nền và đế trang trí họa tiết vân sóng lớp lớp sinh động, mang ý nghĩa cầu mong cho cuộc sống trường thọ, tràn đầy tài lộc và những niềm vui lớn. Song hành hai bên là cặp hạc ngựa long quy được tạo tác liền khối, đòi hỏi kỹ thuật cao, dựa trên đồ án thọ đội thọ. Long quy là linh vật đầu rồng mình rùa. Theo truyền thuyết, rồng là một trong tứ linh có khả năng chống đỡ vật nặng, luôn bảo vệ và chở che cho mọi thứ xung quanh. Rùa là linh vật tượng trưng cho sự trường thọ. Mai rùa có ý nghĩa che chở vạn vật, đại diện cho tuổi thọ lâu dài, khai sáng trí tuệ con người. Hạc thọ thiên tuế, tức hạc sống nghìn năm, được mệnh danh là nhất phẩm điều, với tuổi thọ nghìn năm, tượng trưng cho sự trường tồn và bất diệt. Bộ tam sự trung tâm đặt tại vị trí uy linh nhất trong không gian thờ cúng, không chỉ mang giá trị tâm thức cao quý, mà còn truyền tải được tinh thần văn hóa lịch sử giàu bản sắc của dân tộc, mang đến cảm giác cho chúng ta như lạc vào cõi ngàn năm, sống trong thời kỳ thịnh trị của văn hóa Việt. Tôi là Hà Uyên, cảm ơn các bạn đã ghé thăm gốm Mền Lam cung đình Huế. Xin chào và hẹn gặp lại!